mừng cho sự kiện khai trương Mylisa chi nhánh Nha Trang. Xin chào tất cả các bà con tại thành phố Nha Trang có mặt trong buổi tối hôm nay. Ngày hôm nay là một trải nghiệm đặc biệt nhất, tại vì đây là sân khấu lớn nhất từ trước đến giờ trong buổi khai trương của Mylisa. Mylisa! Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu tổng giám đốc của Mylisa, chị Phan Thị Mai. Mai quyết định á là mở chi nhánh thứ 16 tại Nha Trang. Mylisa, đến là đẹp. Tuyên bố chi nhánh thứ 16 của Mylisa được khai trương. Mylisa chi nhánh Nha Trang. Mylisa đơn 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 là đẹp. Khai trương chi nhánh Nha Trang. Xin chào Nha Trang, xin chào Mylisa, xin chào tất cả mọi người. Mọi người một tràng vỗ tay cho Mylisa nào.